các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 27 tháng 4 của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Ngay sau đây sẽ là thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Với lợi thế sân nhà, Man City đã chủ động chơi tấn công và phủ đầu Real Madrid ngay từ những giây đầu tiên. Và thành quả đã đến với họ ngay ở phút thứ hai khi Riyad Mahrez tạt bóng chuẩn xác cho De Bruyne, đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. 9 phút sau, The Citizens thêm một lần khiến cổ động viên đội nhà hân hoan khi Gabriel Jesus tận dụng pha phá bóng lỗi của Alaba để nhân đôi cách biệt. Phải đến phút thứ 32, Real Madrid mới có câu trả lời. Ferland Mendy thực hiện quả tạt chuẩn xác cho Benzema dứt điểm một chạm đẳng cấp, đánh bại hoàn toàn thủ môn Ederson. Sang đến hiệp 2, Man City chủ động tấn công dồn dập. Phút thứ 53, Fernandinho bấm bóng tạo điều kiện thuận lợi cho Foden đánh đầu ở cự ly gần, tung lưới Real Madrid. Tuy nhiên, Real chưa bao giờ dễ dàng buông xuôi khi chỉ 2 phút sau đó, họ ngay lập tức đáp trả với bàn thắng của Vinicius. Đến phút thứ 74, Man City tiếp tục tái lập cách biệt 2 bàn với siêu phẩm từ rìa vòng cấm của Bernardo Silva. Thế nhưng đến phút thứ 83, Real Madrid lại một lần nữa vùng lên và kết thúc trận đấu với tỷ số 3-4 với bàn thắng trên chấm 11m của Benzema. Giành thắng lợi 4-3 trước Real Madrid, Man City có được chút lợi thế. Tuy nhiên, điều này không có gì đảm bảo họ sẽ có vé vào chung kết khi lượt về họ sẽ phải hành quân đến Santiago Bernabeu. Đến làm khách trên sân của Man City ở trận bán kết Champions League, Karim Benzema lại một lần nữa chứng minh anh là một trong những tiền đạo hay nhất ở thời điểm hiện tại khi có cho mình 2 bàn thắng quý giá để Real có thể lật kèo ở trận lượt về tại Bernabeu. Với 2 bàn thắng có được, tiền đạo người Pháp nâng số bàn thắng ở các trận đấu bán kết C1 của mình lên con số 7 và sở hữu tổng cộng 40 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này cho Real Madrid. Benzema cũng chính thức vượt qua con số 6 bàn thắng ở các trận bán kết C1 của Lionel Messi. Có thể thấy Ben Ú đang thực sự trở nên vĩ đại. Không chỉ gánh vác hàng công để đưa Real chuẩn bị lên đỉnh La Liga, tiền đạo người Pháp còn hủy diệt đấu trường Champions League mùa này với 13 bàn thắng có được. Đặc biệt trong đó là cú đúp hat-trick vào lưới PSG và Chelsea giúp đội chủ sân Bernabeu vượt hiểm cảnh vào bán kết. Nhiều chuyên gia nhận định Karim Benzema sẽ trở thành tượng đài mới sau kỷ nguyên Ronaldo và Messi. Danh hiệu của bóng vàng 2022 có lẽ cũng khó thoát khỏi tay tiền đạo người Pháp. Cristiano Ronaldo đã tạo ra một màn trình diễn ấn tượng trước Norwich và là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của MU trước Arsenal. Dù vậy, MU lại tiếp tục trải qua một mùa giải trắng tay và thậm chí có nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa sau. Những dấu hỏi về tương lai của Ronaldo bắt đầu được đặt ra. Và huyền thoại từng giành 3 quả bóng vàng là Marco Van Basten đã lên tiếng khuyên Ten Hag giữ chân Ronaldo ở MU. Nếu Ronaldo tiếp tục chơi như trận đấu với Norwich, ghi 2 hay 3 bàn một trận thường xuyên, thì không cần phải đưa cậu ấy ra khỏi đội hình. Ronaldo là một cầu thủ có cách chơi riêng của mình. Nhưng một khi cậu ấy vẫn đóng góp bàn thắng tốt, thì bạn phải trao cho cậu ấy một vị trí trong đội. Ten Hag cũng hiểu rằng ông ấy không thể đòi hỏi thể lực từ Ronaldo như đòi hỏi một cầu thủ 18 tuổi. Dĩ nhiên Ronaldo sẽ phải làm việc chăm chỉ, nhưng tôi tin rằng cậu ấy sẽ nỗ lực bởi vì tôi nghĩ Ten Hag sẽ có ảnh hưởng tới Ronaldo đủ để cậu ấy chơi theo cách mong muốn. Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn bùng nổ khi trở lại Premier League chơi bóng. Đây được coi là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Ronaldo dám đương đầu với thử thách và tiếp tục thể hiện giá trị. Điều đó đã phần nào khẳng định lời khuyên của Basten dành cho Ten Hag là có cơ sở. Barcelona vẫn đang là cái tên được nhắc đến như là bến đỗ tiếp theo của tiền đạo người Ba Lan. Với việc thương vụ chiêu mộ Erling Haaland đang sụp đổ, Lewan nổi lên trở thành mục tiêu săn đuổi khả dĩ của chủ tịch Laporta, người muốn có được chữ ký của cầu thủ 33 tuổi bằng mọi giá vào mùa hè. Giá trị hợp lý của đội trưởng đội tuyển Ba Lan lúc này rơi vào khoảng 40 triệu euro. Bên cạnh đó, chân sút hàng đầu tại châu Âu trong một thập kỷ qua cũng được cho là tương đối hứng thú với việc khoác lên mình màu áo sọc đỏ xanh. Thậm chí, theo tờ báo thân Barcelona Mundo Deportivo, chủ nhân quả bóng vàng 2020 còn sẵn sàng giảm lương để gia nhập với đội chủ sân Nou Camp. Xét theo tình hình tài chính của gã khổng lồ xứ Catalan lúc này, đó chắc chắn là một động lực quan trọng thúc đẩy sự thành công của thương vụ. Đồng thời, chủ tịch Laporta cũng có mối quan hệ tốt với người đại diện của Lewandowski, Pini Zahavi. Điều này sẽ giúp đội bóng xứ Catalan có thêm những thuận lợi. Tuy nhiên, họ vẫn phải chờ cái gật đầu từ phía Bayern Munich. Chelsea đang đứng trong bối cảnh cực kỳ khó khăn
khi mà họ sẽ chia tay hai trung vệ trụ cột là Antonio Rudiger và Andreas Christensen ngay mùa hè năm nay. Ngay lập tức, huấn luyện viên Thomas Tuchel cùng ban lãnh đạo Chelsea đã có những cuộc họp bàn thảo để tính đường bổ sung nhân sự của đội bóng, chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Được biết, Josko Givadion của Leipzig đang là mục tiêu hàng đầu được Chelsea nhắm đến để thay thế Rudiger. Cầu thủ sinh năm 2002 sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao lên tới 1m85 cùng tốc độ tốt. Josko Givadion còn được đánh giá là mẫu hậu vệ thông minh và thuận chân trái. Anh hoàn toàn phù hợp để đảm nhiệm vị trí trung vệ lệch trái mà Rudiger bỏ lại tại Stamford Bridge. Mùa này, cầu thủ người Croatia đã ra sân 42 lần cho Leipzig trên mọi đấu trường. Anh góp công lớn giúp đội bóng này đang thủng lưới ít thứ nhì tại Bundesliga, chỉ sau Bayern Munich. Báo giới Italy vừa tiết lộ, đại diện của tiền đạo Paulo Dybala đã gặp Inter vào tuần trước để thảo luận về thương vụ đưa anh chuyển đến sân Giuseppe Meazza vào hè này. Tiền đạo người Argentina sẽ rời Juventus theo dạng tự do vào tháng 6 tới, sau khi đôi bên không thể đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng mới. Bên cạnh Inter, nhiều câu lạc bộ ở Anh như MU, Chelsea và Tottenham được cho là cũng quan tâm và đang đàm phán với người đại diện của cầu thủ này. ESPN đưa tin Arsenal vẫn đang săn lùng một tiền đạo đẳng cấp để cải thiện hàng công vào mùa sau. Pháo thủ được cho là đang nhắm tới ngôi sao của Napoli, Victor Osimhen. Tiền đạo 24 tuổi đã ghi 16 bàn và có 5 pha kiến tạo trong 28 lần ra sân ở Serie A và Europa League mùa này. Tuyển thủ Nigeria trước đó đã được Newcastle tiếp cận, nhưng anh được cho là sẽ ưu tiên việc chuyển đến sân Emirates hơn. Tuy nhiên, mức giá mà Napoli yêu cầu là không hề nhỏ, lên tới 100 triệu euro cho bất kỳ câu lạc bộ nào muốn mang Osimhen rời khỏi Serie A. Bản tin bóng đá sáng ngày 27 tháng 4 của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại! Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.